Bà ấy điên cuồng chạy ra chỗ khác, còn gọi bảo vệ lôi Daniel rời đi nữa. Lần này thì Daniel cực kỳ mất mặt rồi. Câu chuyện này trở thành trò cười cho người khác mỗi buổi trà chiều, còn làm cho thằng cháu không ngóc đầu lên được trước mặt các bạn. Em gái cũng hết hoàn toàn hy vọng với Daniel, cô ấy đuổi Daniel ra ngoài. Daniel cảm thấy vô cùng có lỗi với cháu trai, dù sao cũng là anh thì thằng nhóc mới bị mất mặt như thế. Lần này thì thằng nhóc không thể theo đuổi cô bé mình thích nữa rồi. Sau khi Daniel suy nghĩ rất lâu, anh quyết định một bức thư để chân thành xin lỗi cháu trai. Thằng nhóc cũng vô cùng ngoan và lương thiện, nhìn thấy bức thư của Daniel thì cũng hết giận luôn. Nó tha thứ cho Daniel, dù sao thì cũng là người thân của mình mà. Sau khi Daniel rời khỏi nhà nửa năm, thì em gái đột nhiên được thăng chức tăng lương. Công ty cho em gái đi gặp một ông chủ vô cùng quan trọng. Một người đàn ông đi theo bà chủ xuống máy bay. Lúc này em gái mới phát hiện, hóa ra Daniel đã trở thành chồng của bà chủ rồi. Em gái vô cùng sốc, nhưng mà cô ấy cảm động nhiều hơn, bởi vì cô ấy biết nhất định là Daniel cho mình thăng chức. Daniel của trước đây chỉ biết ăn bám thôi, mà không hề quan tâm đến gia đình. Sau khi bị phú bà vứt bỏ, thì Daniel lại đến tìm em gái. Cô ấy không ngờ rằng, lần này sau khi Daniel phát đạt, cũng không quên người nhà. Xem ra Daniel cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý, có phú bà chống lưng, nhưng cũng phải có người náp hát bên cạnh. Daniel lần nữa đi đến đỉnh cao cuộc đời. Trên con đường ăn bám của mình, Daniel đã đi là không thể dừng lại. Người nhà em gái anh cũng trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Thực ra, Daniel cũng không phải là không làm được việc gì. Ít nhất thì anh ấy cũng có ước mơ, hơn nữa còn vô cùng nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình. Anh ta dùng hơn 10 năm để tập gym và làm thế nào để đi đường cho quyến rũ nhất. Tuy rằng con đường ăn bám của Daniel không đứng đắn cho lắm, nhưng cũng giúp thằng cháu tự tin hơn, giúp sự nghiệp của em gái thăng tiến hơn. Bộ phim kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.